Ekip đang đi kiếm đồ, mọi người nó không biết nằm đâu. Bây giờ đi 6 cái đảo hành lý rồi. Cho con trót lắm đâu nói như là anh sao em đâu biết tim anh bao sao.
là hàng loạt show diễn tại thành phố Đà Lạt được mệnh danh là hoàng tử tình ca của Đà Lạt. Sắp tới Tăng Phúc có những dự định nào cho con đường ca? Cái thích hợp kế sở. Hay mình đầm tiền. Mày mình cần trừ tiền. Không trả trừ thì không phải đánh hay thế, phải lắp đôi tiền. Không trượt phát nào. Em mới nhận ra ngoài đây, trừ tiền nong với chị ạ. Bye bye mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi ăn cái gì đấy rồi mình